Loạt ảnh hiện tại hiếm hoi của Hoài Lâm, phong độ thất thường. Vài năm trước đây, Hoài Lâm từng là cái tên đình đám trong làng nhạc Việt và sở hữu nhiều ca khúc hit. Thế nhưng từ năm 2020, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố về quê ở ẩn vì muốn điều trị về vấn đề tâm lý. Khán giả khá tò mò về hình ảnh và cuộc sống hiện tại của anh chàng này. Hiện tại, Hoài Lâm gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Nam ca sĩ chỉ sử dụng tài khoản mạng xã hội riêng tư và hạn chế chia sẻ công khai trước mọi người. Có thể thấy, anh chàng vẫn thường xuyên livestream trò chuyện cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, khán giả nhận xét rằng phong độ của con nuôi Hoài Linh lên xuống khá thất thường, bởi có lúc nam ca sĩ khoe ảnh vui vẻ, đầy rạng rỡ, tươi tắn, nhưng đôi khi anh lại xuất hiện với vẻ ngoài trầm ngâm, nói chuyện khó hiểu. Gần đây, nhiều khán giả cũng đang bàn tán xôn xao về những đoạn livestream khó hiểu của Hoài Lâm, dường như nam ca sĩ cũng biết về điều đó và có động thái trên mạng xã hội. Con nuôi Hoài Linh đã chia sẻ một bài hát và tự nhận rằng bản thân khá ngáo ngơ, nhưng một mực si mê bạn gái kém tuổi. Cụ thể, anh đã gắn thẻ bạn gái vào bài viết và chia sẻ, gặp em anh ngáo ngơ, hiện tại, Hoài Lâm đang sinh sống tại quê nhà Vĩnh Long, nam ca sĩ luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị và đậm chất trai quê, thỉnh thoảng, anh mới phát hành một ca khúc để dành tặng khán giả. Được biết, anh chàng còn dùng số tiền dành dụm khi đi hát của mình để xây tặng ba mẹ một căn nhà khoảng 200m² rất